Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 120 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ căn của phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là Ý hùng ly thể Mọi người xem truyện vui vẻ nha Xin cảm ơn tất cả mọi người Đại ngu Hoàng Thành xuất hiện, tòa thành cổ tích vùi sâu trong Tử Hải qua bao năm tháng hoàn toàn lộ ra trong cõi trời đất này. Khí lạnh ngập trời khuất tán bốn phía, khí lạnh đi qua đâu khiến Tử Hải yên lặng như là bị đóng băng, càng khiến cho bầu trời trong chớp mắt vòng xoáy chuyển động chậm lại. Thời tiết toàn mang tộc giảm thấp nhiều. Đại ngu Hoàng Thành cực kỳ khổng lồ, giờ phút này khi nó từ Tử Hải dâng lên thì có thể thấy kiến thiết hoàn chỉnh bên trong thành trì và nhiều cung điện của đại ngu hoàn thành cho người ta cảm giác uy nghiêm. Nhưng tất cả đều trong đóng băng, thành trì cũng tốt, cung điện cũng như vậy, toàn bộ đều ở sau băng từng dày. Trông như đại ngu hoàn thành, kỳ thực đây chính là khối băng đá cực kỳ khổng lồ vậy. Nó có được linh tính bởi vì tu minh triệu hoáng mà từ vạn năm chung vùi xuất hiện. Khi lao ra khỏi mặt biển thì nguyên tòa thành trì băng giá vạn vẹo, biến mất trên tử hải. Nhưng khí lạnh không biến mất mà càng mãnh liệt hơn, ngay sau đó ở đất Đông Hoang, ở đất tiên tộc Giáng Trần, nơi có hơn 10 vạn người tiên tộc và man tộc đấu với nhau, ở trước mặt Tô Minh, trời đất vặn vẹo, đại ngu hoàng thành lộ ra. Uy nhiếp không thể tưởng tượng từ đại ngu hoàng thành mãnh liệt khuếch tán ra, uy nhiếp như là thực chất, đi qua đâu thì cả trời đất yên lặng xuống. Từng tiên tộc biến sắc mặt, chúng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể, thậm chí là nguyên thần, linh hồn đều bị điên cuồng đè ép, không ai đứng ở trên trời được, cùng rơi xuống đất đây là đây là đại ngu hoàng thành thánh địa đại ngu hoàng thành biến mất năm tháng vô tận man tộc sôi trào trông không thể tin và vô cùng kích động hễ người của huyết mạch man tộc đều mắt đỏ rực nhìn đại ngu hoàng thành đầu óc ù vang họ run rẩy quỳ lạy hoàn thành nước mắt ứa ra từ khóe mắt man tộc đối với họ thì đại ngu hoàng thành đại biểu là tất cả man tộc của bọn họ giờ thì họ chính mắt thấy đại ngu hoàng thành nhìn nó không biết bị đóng băng bao nhiêu năm tháng trùng kích động, huyết mạch man tộc đốt cháy giận dữ. Ngược lại, phía bên tiên tộc thì ai nấy mặt mày tái nhợt, bao gồm bốn trận pháp truyền tống trên trời cũng như dừng lại khi đại ngu hoàn thành xuất hiện, không có tiên tộc dán xuống nữa. Đây chính là lần phản kích của Tu Minh đối với bốn cái trận pháp. Tu Minh đứng đó nhìn đại ngu hoàn thành bị mình kêu gọi đến, trong lòng cảm giác liên hệ vô hình ngày càng mãnh liệt hơn, đặc biệt là trên tế đàn cao cao trong hoàn thành, dưới cái lớp băng hắn thấy bóng dáng một ông lão đó là đại ngu man công và dưới tế đàn hoàng thành băng giá thì nhiều thi thể quỳ lạy chết đi những người này đều là chiến sĩ hoàng thành man tộc năm đó khí lạnh nhíp người theo đại ngu hoàng thành xuất hiện nơi này tạm dừng chém giết tôi mình nhất chừng chớp mắt xuất hiện trên đại ngu hoàng thành đạp trên khối băng xung quanh hắn man tộc rơi lệ quỳ ở đó bây giờ man tộc mặc kệ có tu vi gì trong đầu chỉ có một ý thức như là bão tố khiến áp lực chung vùi thật lâu bùng nổ. Đại ngu hoàn thành, đó là thánh địa man tộc của bọn họ. Lễ niệm của ta, từ trong vô tượng tử hải khiến đại ngu hoàn thành lộ ra trong cõi trời đất này. Tô mình đứng ở trên khối băng, tất cả man tộc quỳ lại. Vào giây phút này mấy vạn tiên tộc trung rẩy và hoảng sợ, thanh âm của hắn vang vọng bốn phương tám hướng. Lễ nước mắt của man tộc hòa tan băng giá đại ngu hoàn thành, Lấy máu tiên tộc khiến cho băng giá đại ngu hoàn thành tan rã Để đại ngu hoàn thành lây sừng sững trên mặt đất Đức man tộc từ nay thì giết tất cả tiên tộc gián trần Khi tu mình nói chuyện thì tu vi đạt tới cảnh giới mệnh tu Trong cơ thể nguyên thần đến từ tiên tộc bổng hòa tan Dung hợp cùng ý chí và hùng phách của hắn Hình thành ý hùng đặc biệt thuộc về mệnh tu cảnh Tay phải của hắn nâng lên vùng hướng xung quanh lập tức giọt lệ chảy ra từ khóe mắt mỗi man tộc quỳ lạy cùng bay lên nước mắt đến từ mấy vạn man tộc khoảnh khắc ngưng tụ lao hướng tô minh nói chính xác hơn là lao hướng đại ngu hoàn thành dùng cái nước mắt nóng cháy hòa tan băng giá dùng nước mắt man tộc khiến cho đại ngu hoàn thành sừng sững vô số nước mắt mang theo tất cả tinh thần người man tộc giờ như nước mưa rơi trên đại ngu hoàn thành đống băng bỗng nhiên băng giá có dấu hiệu bị hòa tan Mức độ hòa tan chưa đủ Tộc nhân man tộc Hãy để chúng ta lấy nhiệt độ máu của tiên tộc Hòa tan thánh địa của chúng ta Tô Minh mạnh ngưỡng đầu Khoảnh khắc câu nói của hắn truyền khắp tám hướng Thì tất cả người man tộc đều ngẩng đầu lên Mắt toát ra sát khí điên cuồng Lấy nhiệt độ máu của tiên tộc, tộc Hòa tan thánh, thánh, thánh địa của chúng ta Đây là tất cả man tộc cùng rít gào Trong tiếng hét Tô Minh trở thành man thần dẫn động huyết mạch, man tộc thiêu đốt tu vi tăng vọt ở hồn man tộc sinh ra đại ngu hoàng thành xuất hiện đốt lên linh hồn man tộc nơi đây đến từ tinh thần trùng kích và điên cuồng lần lượt xông vào nơi đây trong mấy vạn man tộc một người khai trận đại viên mãn bỗng nhiên trong tiếng gào toàn man tộc tu vi bùng phát gã cúi đầu chắp tay hướng tu minh từ khai trận đại viên mãn trực tiếp đột phá cảnh giới tế cốt vì phút tu vi người này đột phá thì càng nhiều người gào thét tu vi bùng phát nhiều tu sĩ khai trận trực tiếp thăng lên tế cốt. Tương tự, người tế cốt là lực lượng trung kiên của man tộc. Những người này ở tế cốt đại viên mãn, nhưng không có nắm chắc trùng kích, nhưng mà trong chớp mắt này bùng phát ra, tu vi trực tiếp phá tan tế cốt, bước vào man hùng cảnh. Đây không phải tu vi một người bùng nổ, toàn man tộc nơi đây tu vi cùng bùng phát, mỗi người đều bị huyết mạch và đại ngu hoàn thành xuất hiện, làm tu vi tăng cùng một bậc. Sơ kỳ trở thành trung kỳ, trung kỳ trở thành hậu kỳ, hậu kỳ trở thành đại viên mãn, còn đại viên mãn thì trực tiếp vượt qua cảnh giới. Đặc biệt là cái đám huyết sắc, thiên khải vốn là cường giả đông hoang manh hùng đại viên mãn. Giờ đây mặc dù không thực sự bước vào mệnh tu, nhưng huyết mạch toàn man tộc biến hóa. Trong rít gào, tu vi của họ đã bước ra nửa bước, không còn là manh hùng đại viên mãn nữa mà là nửa bước tu mệnh. Bọn họ cường đại, mặc dù không thể nào so sánh cùng với Tô Minh, nhưng khiến thực lực man tộc xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, còn có trưởng lão các bộ lạc chính là man hồn cảnh giờ đây tu vi tăng cao chẳng những họ gầm lên kinh thiên động địa nó đại biểu toàn man tộc trỗi dậy yeah. tu minh trống lên tay phải nâng lên chỉ hướng tiên tộc dưới đất cái chỉ này xung quanh hắn thoát ra khối đèn tử vong dọc theo nơi tu minh chỉ hóa thành một con hắc dao hung tợn rít gào xông vào cái đám người tiên tộc cùng lúc đó tất cả người man tộc mang theo tu vi bùng nổ kích động và điên cuồng hóa thành vô số cầu vòng lao hướng tiên tộc. Tiếng nổ bùng phát, tùy theo tu tù minh chỉ, hắt dao ở trong đám người tiên tộc xé rách. Lúc trước tu minh bày ra bình chứng bao phủ mấy vạn tiên tộc, giờ đây thì ai nấy rung rẩy và tuyệt vọng. Có hơn phần nửa người bị nổ tung, máu bắn khắp nơi, cuộc giết chóc càng tàn khốc mở ra. Những tiên tộc đã chết, tinh thần mắt thấy tu minh vùng lên, thấy man tộc trỗi dậy mà tan vỡ. Nếu không phải tu minh có tính toán riêng thì chúng tuyệt đối không sống đến bây giờ, này giá trị của chúng là dùng máu khiến cho băng giá đại ngu hoàn thành hòa tan đây là phản kích của tu minh đối với người tiên tộc vì một trận pháp tan vỡ xuất hiện ba trận pháp khác nếu xuất hiện ba trận pháp thì ta triệu hoán đại ngu hoàn thành giết hết tiên tộc lấy máu hòa tan băng nếu người lại xuất hiện trận pháp lại giáng xuống thì lần này cuộc chiến tiên manh quyết đấu đến cùng tiếng giết chóc vang vọng khung trời cấp ảm ở bên trong mặt tái nhật mặc dù là y cũng không thể đối kháng man tộc đổi dậy đặc biệt là đế thiên pháp thần đã chết cường đại từ tô minh làm tinh thần y chấn động thế giới man tộc áp chế tiên tộc đang ngày càng mãnh liệt hơn e rằng không bao lâu sau thì áp chế sẽ tăng lên khiến cho người tiên tộc tu vi bị hạn chế phạm vi lớn cấp ảm hiểu bất cứ pháp tác nào đều là tương đối cân bằng có cao thì nhất định có thấp huyết mạch toàn man tộc tiến hóa tu vi toàn tộc nhân tăng cao vậy sẽ khiến pháp tắc man tộc càng cường đại một khi pháp tắc này mạnh hơn một chút thì tự nhiên tiên tộc ở âm tử đức man tộc này tu vi có thể phát huy lại bị áp chế đây cũng là vì sao khi man thần đệ thứ nhất tồn tại thì tiên tộc không dám bước vào man tộc vì lúc đó man tộc quá mạnh pháp tắc man tộc tăng đến mức độ không thể tưởng tượng cho dù cường giả bước thứ ba đi vào man tộc cũng sẽ chỉ phát huy được tu vi chưa tới vấn đỉnh giờ phút này y không chút do dự nâng lên tay phải chỉ thấy trong tay y xuất hiện một cái ngọc giản cổ kính khắc vô số ấn ký phù văn ngọc giản tỏa ra tàn thương là đồ cổ là tuyệt đối không bình thường những ứng ký phụ văn chớp lóe như ẩn chứa pháp tắc vũ trụ y không chút do dự bóp nát ngọc giản giây phút ngọc Giảng vỡ thì cấp ảm pháp thân bùng phát ra ánh sáng chói lòa rồi thì thân hình y biến mất tu minh lạnh lùng nhìn chỗ cấp ảm biến mất ở đó hắn cảm nhận truyền tống trận sống gợn là dấu vết y rời khỏi là một trong tam hoàng mặc dù y chỉ là pháp thân nhưng không phải tiên tộc khác có thể so sánh Ngọc giản có thể phá giới hư Khiến cấp ảm lựa chọn rời đi Khoảnh khắc cấp ảm rời đi Là lúc thực nhiều máu tiên tộc dưới đất bay lên trời Lào hướng đại ngu hoàn thành Máu người tiên tộc rơi vào băng giá Băng từng hòa tan phạm vi lớn Nó hòa tan càng nhiều Thì toát ra uy nhiếp càng mãnh liệt Uy nhiếp càng mạnh Thì phép tắc thiên địa man tộc càng bùng phát Đây là một loại tuần hoàng Tuần hoàng ở khâu tiên tộc khiến tất cả tiên giáng xuống man tộc tu vi không ngừng bị áp chế và suy yếu cứ như vậy mang tộc chết chóc càng diễn ra thêm điên cuồng tu minh không tham gia nhiều vào cái cuộc giết chóc này hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào bốn trận pháp trên trời bốn trận pháp này khi đại ngu hoàn thành xuất hiện thì ngừng vận chuyển đây không phải do uy nhiếp đại ngu hoàn thành tạo thành mà là ngoài trận pháp liên tiếp đất tiên tộc đang do dự giết chóc tiếp tục tiếng hét thê lương vang vọng toàn thế giới tràn ngập máu tanh không ngừng có máu người tiên tộc theo thân hình tan vỡ mà bay hướng bầu trời thành một phần khiến đại ngu hoàn thành hòa tan. Nhiều máu tươi khiến băng giá đại ngu hoàn thành trông như đỏ thẫm, tốc độ hòa tan ngày càng nhanh hơn. Chính lúc này, bốn trận pháp gián trận im lặng, dày lát, có ánh sáng chớp lóe. Khoảnh khắc mãnh liệt gấp mấy lần, chỉ thấy từng cái bóng dáng giáng xuống, chớp mắt gần vạn tiên tộc bùng phát ra khí thế mạnh mẽ. Lộ ra thân hình thì khí thế mạnh mẽ này chợt khựng lại, như bị cái bàn tay to vô hình mạnh ứng xuống đất làm gừng vạn thiên tộc tỏa ra khí thế tại đây triển khai tu vi, bị áp chế chỉ còn khoảng sơ kỳ vấn đỉnh. Đây chính là khí vận man tộc, pháp tắc man tộc, hồn man tộc, đại ngu hoàn thành man tộc, huyết mạch man tộc, tiến hóa, ảnh hưởng lực lượng pháp tắc man tộc. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, lục tục có nhiều tiểu bộ lạc và người man tộc rải rác, hóa thành từng cầu vòng xé gió lao đến. Họ cảm nhận huyết mạch trong người sụp sôi, cảm giác tu vi bùng phát, nhìn thấy đại ngu hoàn thành theo huyết mạch chỉ dẫn lần lượt tham gia vào chiến cuộc tu minh tiến tới trước ngoài người khối đen ngưng tụ hóa thành một cái bộ áo giáp tô minh nâng tay phải hư không chợp hư vô có tử khí xuất hiện ở trong tay phải của hắn hình thành tán tà thương chợp lấy cây thương tu minh toát ra sát khí ngập trời chừng bước ra trời đất chấn động một chân to ảnh ảnh huyễn hóa ra đó là man thần thức đạp của tu minh liên tiếp đi ra bảy bước, bảy chân to ảo ảnh dung hợp lại, hình thành như cái bước chân của người khổng lồ từ trên trời đạp xuống gần vạn tiên tộc giáng trận kia. Theo tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh hóa thành cầu vòng đen chen vào đám người. Hắn đi qua đâu không có một tiên tộc khiến cho hắn tạm dừng lại được. Đây hoàn toàn là trận đồ sát, thực lực không cân bằng. Tô Minh bước vào mệnh tu, trở thành sơ kỳ mảnh cách ở trong thế giới man tộc. Hắn là vô địch. Loại vô địch này tuy do các loại nguyên nhân tạo thành đặc biệt là pháp tắc áp chế, nhưng mặc kệ thế nào thì bây giờ tu minh chính là vô địch tại đây. Dù cho những người trong thế giới tiên tộc có thể đè bẹp tu minh, nhưng mà tại man tộc này đều bị pháp tắc hạn chế, khó có thể chống đỡ một kích tùy ý của tu minh. Tán tạ thương quét ngang, khi tiến tới một thương đâm vào tán lão già tiên tộc. Lão già vẻ mặt lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng. Không cam lòng là vì bản thân lão ở tiên tộc chính là tu sĩ bước thứ hai. Lão cho rằng nếu là tại tiên tộc người trước mắt tuyệt đối không giết được lão, nhưng tại đây thì lão chỉ đành nuốt hận thôi. Tù minh vẫy tán tạ thương thân hình lão già tan vỡ máu lao hướng khí băng đại ngu hoàn thành. Tù minh tiến tới một bước tay trái chập ra sau lưng mà mắt thì không thèm liếc một cái. lập tức sau lưng hắn lao đến một người đàn ông trung niên tiên tộc ra tay chém giết. cổ gã thấy đầu đớn không thể hít thở. tay trái của tù minh như cái kìm kẹp gã không chút do dự tay trái siết chặt. bùm một tiếng đầu người đàn ông trung niên tan vỡ, khí thế tử vong từ chỗ tu minh ùa vào người gã, hủy diệt nguyên thần cùng linh hồn của gã. Theo tu minh dứt chốc, người tiên tộc phản kích mãnh liệt, trời đất máu đậm đặc khó mà hình dung, chỉ có thể nói mặt đất đầy máu, đôi mắt mọi người trông thấy trừ vòng xoáy bầu trời ra thì đều là màu đỏ. Tu minh mạnh vung tán tạ thương tới trước, cây thương phát ra một chuỗi tiếng nổ, đi qua đâu là nhiều người tiên tộc máu thịt tan vỡ, việc giết chóc đến từ tu minh mãnh liệt kích động người của man tộc tu minh vô địch càng khiến tất cả man tộc tại đây phát ra tiếng hú hưng phấn họ phải giết chết hết tiên tộc phải triệt để đuổi chúng ra khỏi man tộc này từng tiếng gầm quanh quẩn kinh thiên động địa nguyên chiến trường trở thành địa ngục trên bầu trời bốn vòng xoáy trận pháp khoảnh khắc lại phát ra ánh sáng chói lòa lần này bóng dáng tiên tộc giáng xuống không nhiều như trước nữa khoảng bảy ngàn bọn họ đến cũng lập tức bị pháp tắc thiên địa man tộc ức chế tu vi chỉ có thể lộ ra vấn đỉnh căn bản không phải đối thủ của tu minh lễ thế vô địch càng quét chiến trường cuốn đi vô biên vô tận máu hòa tan đại ngu hoàn thành lúc này khí thế trên người tu minh không gì sánh kịp nhưng mà địch thủ của man tộc là tiên tộc nội tình và số lượng tiên tộc không phải man tộc có thể so sánh bằng đây là tại sao năm đó man tộc có thể khiến cho vạn giới bái lạy mà tiên tộc không thể làm được nhưng hôm nay nó vẫn tồn tại, vẫn cường đại mà manh tộc thì suy sụp đến cực điểm. Nếu không phải tu minh xuất hiện thì e rằng không thể rỗi dậy, chỉ có thể từ từ mất đi huyết mạch, cuối cùng như phụ du không còn tồn tại. Khi tay phải tu minh cầm lấy tán tà thương quăng hướng bảy ngàn tiên tộc gián rừng, thương hóa thành một con rồng dài màu tím rít gào lao đi. Thân thể tu minh cực kỳ quá dị, vốn nên tiến tới trước thì bỗng dừng khựng lại. Cái khựng này khối đen trên người tu minh biến thành tán tà thương, lập tức tan vỡ, khóe miệng tràn máu đau đớn không thể chịu đựng phát ra từ ngực đau đớn đến rất đột ngột trước đó tô minh chẳng chút dự đoán được theo đau đớn lan tràn như có một cây kim đâm vào tim hắn muốn xuyên thấu nó mặt tu minh nổi gân xanh người rung rẩy mạnh ngưỡng đồ nhìn chăm chăm cái vòng xoáy âm tử trên trời hắn cảm nhận rõ ràng xung quanh không ai tập kích hắn cả vết thương và đau đớn quái dị này như đến từ hư không khoảnh khắc ngực thấy đau thì tráng tô minh càng truyền đến đau đớn mãnh liệt hơn như có cây kim đâm vào trán vào não của hắn vậy người tu minh rung bần bật nhưng hai nỗi đau không biến mất thì đôi tay hắn lại truyền ra đau nhất không thể chịu đựng giống hệt bao gồm hai chân hắn nỗi đau dữ dội như thủy triều khiến tu minh điên cuồng hắn học bãi máu người lão đảo thụt lùi tu minh đột nhiên như vậy khiến cho man tộc thấy thì ngơ ngác khiến đám tiên tộc vẻ mặt lộ ra mừng như điên không chút do dự nhiều tiên tộc trên trời lao hướng tu minh từng tiếng nổ vang vọng thần thông từ các tiên tộc cùng đập vào người tô minh khiến mặt hắn tái nhợt lại học máu thụt lùi định phản kích thì chỗ đang điền truyền đến đau đớn hơn cả trước đó tựa như có bàn tay thọc vào bụng quán bóp nội tạng mạnh kéo ra muốn kéo chúng nó ra khỏi người toàn thân tô minh ướt đẫm mồ hôi ngay cả ý thức cũng mơ hồ mắt thấy tiên tộc từng tên hưng phấn dữ tợn lại thi triển thần thông trước mặt tô minh lóe ảo ảnh đại sư huynh đã đứng đó cầm búa lớn như tòa núi lớn ngăn cản tất cả thần thông đánh hướng hắn khóe miệng Tô minh không ngừng tràn máu chuyện xảy ra đột ngột thậm chí có thể xảy ra biến đổi cuộc chiến này tộc nhân man tộc lo lắng khiến cho người tiên tộc mới bị thương thảm trọng tạm thở dốc bắt đầu phản kích lại khí giận man tộc âm tử khí Tô minh mạnh cắn chót lưỡi cưỡng ép mình tỉnh táo lại tay phải nâng lên ứng mặt đất tay trái chỉ hướng cái vòng xoáy âm tử trên trời là kẻ nào đánh lén ta Tô minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa tu vi sơ kỳ mệnh cách trong chớp mắt bùng phát. Tu Minh nhắm mắt lại nhưng từ người hắn xuất hiện cái bóng, đó là ý chí hồn của Tu Minh, chỉ người cảnh giới mệnh tu mới làm được, để ý hồn ly thể. Ý hồn xuất hiện Đức Đông Hoang, Đảo Nam Thần, Đức Bắc Châu, Đức Tây Minh, khu vực Tử Hải, mắt thường có thể thấy xuất hiện màu xám mục nát. Sức sống mặt đất chớp mắt bị khí vận man tộc rút ra lao hướng Tu Minh, dọc theo tay phải của hắn đang ấn ở trên mặt đất, ùa vào trong người hắn, xông vào trong ý hùng cũng khoảnh khắc này trong vòng xoáy âm tử trên trời tử khí vô biên vô tận dọc theo tay trái tu minh dùng vỏ ý hùng quán khiến ý hùng cuốn khối đen cuốn khí vận man tộc lao hướng vòng xoáy âm tử âm một tiếng ý hùng tu minh xông vào trong cái vòng xoáy trên trời xuyên qua nó đầu đớn làm tu minh phát điên hắn tỏa ra ý hùng mang theo sát cơ cùng điên cuồng theo chỉ dẫn hư vô lao ra khỏi vòng xoáy đất âm tử xuất hiện trong vũ trụ tiên tộc không hề tạm dừng. Khối đen ý hùng từ đất âm tử này bị hảo dương tiên tộc nhanh chóng làm cho bốc hơi. Mà hắn xuyên qua vô tận nhìn thấy trong trời sau phương xa, từng mảng đại lục vô biên vô tận bày ra. Thấy cái bóng tiên tộc vài chục vạn, thậm chí càng nhiều hơn. Nhưng mà chúng không thấy hắn. Tụi mình có cảm giác mãnh liệt rằng nguồn gốc làm cho hắn đau đớn như vậy là ở phía trước. Tụi mình có thể thấy trời sau tiên tộc, thấy vô số đại lục trôi nổi. Thấy trên từng đại lục nhiều tiên tộc và trận pháp dấp lóe đầu đớn tràn ngập ý hùng của hắn, thật nhiều tử khí bao bọc ngoài người hắn. Theo Tu Minh lao nhanh mà tan biến nhiều, ý hùng Tu Minh tràn ngập điên cuồng, hắn phải nhìn xem nguồn gốc khiến cho mình đau đớn rút cuộc là cái gì. Ý hùng của hắn xuyên qua từng đại lục, thấy bên trên tồn tại nhiều tế đàn, mỗi tế đàn đều nằm một cái xác. Hắn còn thấy trên nhiều đại lục có vài chục trận pháp, các trận pháp tỏa ra dao động truyền tống, nhưng chỉ có bốn cái lóe ánh sáng chói mắt. Hắn thấy trên bốn trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngồi khoanh chân mấy ngàn người, thấy xung quanh của tiên tộc không ngừng bước vào trong trận pháp truyền tống đi. Nhưng đó không phải nguồn gốc làm cho hắn đau đớn. Ý hồn Tô Minh lướt qua lao hướng sâu trong từng đại lục trôi nổi ở vũ trụ. Có lẽ qua thật lâu, hoặc chỉ là chớp mắt, phía trước Tô Minh xuất hiện đại lục mênh mông nhất nơi đây. Đại lục này vượt rất xa đất liền khác, khu vực lớn kinh người, mặt trên chỉ có một cái tế đàn to lớn. Trên tế đàn, Tô Minh mơ hồ trông thấy nằm một người. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới. Năm đó giết tư mã tính, hắn có đến rồi nhưng không thể cẩn thận nhìn. Bây giờ tu minh lại đến, so với năm đó thấy càng rõ ràng hơn. Hắn thấy tế đàn cao cao tỏa ra uy nhiếp không thể hình dung, có vô số cấm chế cường đại vòng quanh bốn phía. Dường như người trong cấm chế đối với toàn thiên tộc cực kỳ quan trọng, hơi kiên dè cho nên phải từng từng phong ứng. Tu Minh thậm chí thấy ra từng cái mảng đại lục trong vũ trụ, tổ hợp lại, hình thành một tinh không đại trận, trung tâm của trận chính là nơi đây. Chính là lục địa khổng lồ nhất. Trên tí đạn duy nhất, một người năm đó bị từng từng phong ứng. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ bộ dạng. Nhưng khi ý hùng thấy người đó, thì bên trong hùng giấy lên bảo tố ù vang ngập trời. Kêu gọi, kêu gọi mãnh liệt. Mức độ mãnh liệt khiến hùng phách tu minh như tan vỡ. Dường như người nằm ở đó rất quan trọng với tu minh, vượt qua cả sinh mệnh, trong sự kêu gọi mãnh liệt, Tô Minh lập tức cảm nhận nguồn gốc khiến cho mình đau đớn chính là đây. Ý hồn Tô Minh cuồng tiến tới, càng đến gần, hắn thấy trên tế đàn không chỉ có người kêu gọi hắn mãnh liệt. Bên cạnh người nằm trên tế đàn đứng ba người đàn ông trung niên. Ba người bình tĩnh đứng đó, nhưng mà cho Tô Minh cảm giác như mảnh thú viễn cổ. Dường như toàn tinh không vì ba người tồn tại mà rung rẩy. Sự cường đại khiến Tô Minh như nghẹt thở, khí thế lan tỏa bốn phía. Ba người mặc quần áo màu trắng, đen, đỏ, trong đó người đàn ông trung niên thì mặc áo trắng, tay phải cầm một cây kim đen, tay trái thì cầm một cái bình nhỏ trong suốt, trong bình chứa chất lỏng đỏ như là máu tươi. Khoảnh khắc tu minh tới gần, hắn thấy người đàn ông áo trắng đâm kim vào cái bình nhỏ dính chút máu, rồi cắm vào trán người bị phong ấn. Chầm đâm vào, tu minh lập tức cảm thấy trán đau đớn, ý hùng rung rẩy như sắp tan rã. Khi người đàn ông đâm kim, tu minh rút cuộc tới gần, hắn thấy rõ ràng diện mạo của người bị phong ấn trên tế đàn. Vì phút trông thấy tinh thần tu minh nổ tung đủ khiến thế giới tan vỡ đó là một thiếu niên chỉ khoảng mười mấy tuổi thiếu niên nằm trên thế đằng mặc vải thô áo ngắn mặt tái xanh như là người chết vậy hoặc nên nói đây là một người đã chết một cái xác hắn rất gầy trông cực kỳ yếu ớt màu da trắng bệt cùng mi mắt khép lại cho người ta cảm giác đứa con nít mơ hồ trắng ngực tay chân và vị trí đan điện của hắn có kim đen đâm sâu vào trừ mấy vị trí đó là kim đen ra trên người hắn tồn tại hơn 100 cây kim trắng. Khoảnh khắc trông thấy thiếu niên thì ý hồn Tu Minh rung rẩy, loại rung rẩy đến từ linh hồn, dường như hắn và cái xác này vốn là một thể, dường như chỉ cần toàn bộ ý hồn có thể dung nhập vào cái xác thì xác sẽ mở mắt ra, có thể sống lại. Hơn nữa bộ dạng thiếu niên này cực kỳ giống với Tu Minh. Hắn chính là ta. Trong ý thức của Tu Minh chợt hiện ra ý nghĩ này, hắn từ máu dính trên cây kim đen cảm nhận sự quen thuộc vài giây sau như biến thành tiếng kêu gọi khẽ khàng ở bên tai hắn gọi ca ca chính lúc này thì tô minh nhìn thấy tất cả ba người đứng cạnh cái xác vụt ngẩng đầu ánh mắt ba người cùng hướng về ý hồn của tô minh tô minh thấy không rõ diện mạo của ba người họ tỏa ra khí thế quá khổng lồ nhưng khoảnh khắc ba người ngẩng đầu nhìn mình tô minh từ trong ánh mắt người đàn ông áo trắng cảm nhận được hơi thở đế thiên không kịp xem nhiều hơn ý hùng tu minh tan vỡ tan biến trong trời sau tiên tộc khoảnh khắc ý hùng tan vỡ trong thiên địa man tộc đôi mắt tu minh mở ra trước mặt hắn là đại sư huynh đằng trước đại sư huynh là mấy ngàn thậm chí là càng nhiều tiên tộc giáng trừng đang hung tợn rít gào lao đến một tia ý hùng tán đi đối với tu minh có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm một ít thời gian ôn dưỡng thì sẽ hồi phục lại ý hùng trông thấy tất cả làm khi tu minh mở mắt ra thì vẻ mặt khoảng hút hắn rút cuộc hiểu thắc mắc cuối cùng trong lòng. Thiếu niên trên tế đàn là hắn, là trẻ sơ sinh năm đó, chẳng qua đứa trẻ vừa là người chết, nhưng từ ý nghĩa nào đó cũng không phải là người chết. Vạn năm tới nay, tử anh chậm rãi lớn lên trở thành thiếu niên, chứng minh hắn tồn tại sự kỳ lạ nào đó mà người ngoài sợ không thấu. Nhưng hắn còn là người chết vì hồn của hắn không ở trong thân thể mà là ở đức âm tử này. Người tu minh rung lên, mờ mịt trong mắt tán đi, còn lại là hiểu ra và điên cuồng. Hắn hiểu rằng thiếu niên là hắn, bây giờ hắn là một lũ hùng. Một lũ hùng bị đẩy vào đất âm tử. Kết hợp từng ký ức mà tu minh nhớ lại, trong đầu hắn hiện ra rõ ràng hình ảnh. Năm đó hai đứa trẻ sơ sinh bị đế thiên mang ra khỏi man tộc. Trong tiên tộc, chúng thấy được hai đứa trẻ khác biệt. Một là anh trai, một là em gái. Em gái dần lớn lên bị mang đi, không biết mang đi đến đâu. Đầu mối duy nhất là hai chữ đạo hùng. Anh trai thì trong hắc ám vô tận chỉ có thể nằm đó, mặc kệ mình điên cuồng đốt cháy mối hận, chỉ có thể mặc kệ vô số tiên tộc mượn thân thể của hắn tu luyện. Nhưng cuối cùng, chắc bên trong người hắn bị ai phát hiện, biết trong người hắn xuất hiện hùng. Sau khi xuất hiện biến đổi này thì hùng hắn chậm rãi trưởng thành bị rút đi. Có lẽ không thể hủy diệt, có lẽ nếu hùng chết thì thân thể hắn không còn sự kỳ lạ khiến tiên tộc cảm thấy hứng thú nữa. Cho nên hùng hắn không tan biến mà bị đẩy vào trong đức âm tử, vạn kiếp bất phục. Có lẽ chính vào lúc này đế thiên thấy ra lũ hùng khác biệt, mở ra kế hoạch vạn năm. Tất cả điều này tu minh đã rõ. Rời khỏi đất âm tử, quay về tiên tộc, cùng thân thể thực sự của ta dung hợp lại. Sau đó mở mắt ra. Tu minh vẻ mặt âm trầm, mang theo điên cuồng, đau thương. Hắn hiểu tất cả rồi cười thảm. Nụ cười kia toát ra nỗi hận tiên tộc, phản kháng vận mệnh, đảo điên khung trời vũ trụ. Trong miệng tu minh phát ra tiếng gầm điếc tay, chất chứa cuồng, Hắn từ khoanh chân đứng dậy, người lại thấy đau đớn, thậm chí nhiều vị trí đau nhất tựa thủy triều không ngừng nhấn chìm hắn. Muốn kích động thân thể của ta, để hồn của ta tan dở, nhưng cho dù các ngươi hủy đi thân thể ta cũng không thể bôi xóa hồn của ta trong đất âm tử này. Bởi vì chúng ta ở thế giới khác nhau, các người tại hạo dương mà tô minh ta thì ở âm tử. Loại đau đớn này tính là cái gì chứ? Tô minh ngửa đầu gầm lên, người trung bần bật, đau đớn biến thành điên cuồng, Đại sư Huynh ở trước mặt hắn đang chém giết cùng mấy ngàn tiên tộc, đôi mắt hắn đỏ rực, người đau đớn vọt tới trước. Giết! Hắn phải dấy lên giết chốc ngập trời để trút ra thân thể đau đớn. Chỉ có giết chốc càng nhiều hơn mới khiến cho cái nỗi đau đến từ linh hồn của hắn giảm bớt đi. Chỉ có... Giết! Tù mình gầm lên, thân thể như sao băng vọt vào đám người tiên tộc, mắt hắn đỏ rực, đi qua đâu thì không một người nào có thể kháng cự nổi lấy tu vi vô địch ở đức man tộc giết chóc những người tiên tộc giáng xuống thì tu vi bị áp chế phạm vi lớn mưa máu từ trên trời rơi xuống mặt đất khiến khu vực này thành địa ngục máu me đem đầu đớn hóa thành giết chóc vô biên dùng sinh mệnh và máu tiên tộc tẩm toàn thân thể rút điên cuồng tu minh nâng lên tay phải đánh tới trước lập tức trước mặt hắn một nữ tu trợn to con mắt không thể chống cự lực lượng mệnh tu của hắn mà bỗng tan vỡ máu bắn khắp nơi tu minh nhấc chân há miệng phát ra tiếng man thần giống tiếng trống vang vọng chấn động hư vô vặn vẹo khiến cho nhiều tiên tộc trước mặt tô minh tinh thần rung động miệng mũi bị chấn ra máu ý thức hoảng hốt ta đến từ nơi nào tô minh vùng tay áo lập tức trước người dấy lên hàng loạt tiếng nổ biển lửa thiêu đốt từ xa nhìn hơn phân nửa trời đất trở thành thế giới lửa tại sao ta xuất hiện là đứa trẻ sinh đã chết rồi mắt tô minh đỏ rực tay trái ứng pháp quyết chỉ một cái không khí trước mặt hắn bỗng tan vỡ từng khe hở nhanh chóng lan tràn. Đi qua đâu hễ người tiên tộc đụng tới thì vị trí va chạm rách rời khỏi thân thể. Ta có tộc nhân hay không? Tụi mình nhảy lên vặn vẹo, nổi gân xanh. Đau đớn trong người khiến cho hắn càng điên cuồng, đau đớn càng dữ dội thì hắn càng bùng phát, dùng cách này đối kháng đau đớn. Đầu nhất có thể khiến người ta tan vỡ, đây là thường thức, nhưng đau đớn cũng sẽ khiến người ta điên cuồng, đây là đảo điên. Ta có cha mẹ hay không? Tù mình gầm lên, người tạc ngang đụng vào một lão già tiên tộc. Lão già tiên tộc tu vi bước thứ hai yếu như tờ giấy mỏng, bị tu minh điên cuồng đập vào trán. Đầu của lão nổ tung, dính đặc bắn ra, thân hình rơi xuống đất, nguyên thần bị hủy diệt. Ta có nhà không? Đôi tay tô minh chụp lấy một tu sĩ tiên tộc trước mặt. Đầu đớn khiến cho hắn phát cuồng dùng sức xé, đem thân thể tiên tộc này xé thành hai nửa, Ta cuối cùng tại sao tồn tại? Chỗ tụi mình đi qua máu thành huyết vũ, giết chóc nhiều khiến cho người man tộc kinh sợ và phát ra tiếng gạo hưng phấn. Trong trời đất cũng điên cuồng chém giết với tiên tộc. Người khiến ta đau đớn, thì ta lấy giết chóc gấp mấy lần phản kích. Tụi mình nương lên tay phải, tán tạ thương biến ảo, một thương vung ra. Theo tiếng nổ có tiếng hét thê lương vang vọng Chính lúc này, trên bầu trời, bốn truyền tống trận tỏa ra ánh sáng tối loà. Có vài ngàn kẻ dán trận đến, nhanh chóng lộ ra thân hình. Bốn cái luồng sáng chói mắt từ trong bốn trận pháp bùng phát. Bốn luồng sáng chói loà của hai lao xuống mặt đất, đánh vào cái bình chướng vô hình tu minh bày ra. Bình chướng lập tức vỡ vụn khiến tiên tộc dưới đất có thể bay lên. Hai luồng sáng chói mắt khác lao hướng tu minh, lập tức tới gần. Tu minh mạnh ngoái đầu, tay phải nâng lên, cách không, ứng hướng cái luồng sáng thứ nhất một tiếng nổ điếc tai luồng sáng vặn vẹo tan vỡ nhưng cùng lúc đó luồng sáng thứ hai xuyên thấu đánh vào người tô minh tô minh lão đảo lùi hơn 10 mét khóe miệng tràn máu nhưng đôi mắt đỏ rực ngày càng mãnh liệt ngay sau đó mấy ngàn tiên tộc giáng trần đều xông đến tô minh tương tự theo bình chướng dưới đất vỡ ra tiên tộc chém giết cùng man tộc cũng bay lên khiến chiến trường mở rộng phạm vi tô minh đang giết chốc toàn man tộc đều giết chóc phát ra tiếng gào trỗi dậy đại chiến kéo đến bây giờ đã thành tình hình không chết không ngừng hoặc là toàn bộ huyết mạch man tộc diệt tuyệt hoặc là người tiên tộc từ bỏ gián trừng từ nay ẩn nấp ở đất man tộc chờ đợi tử vong nắm đấm của tu minh đánh vỡ hư vô phát ra sóng gần chấn động tiên tộc bốn phía tay trái hắn nâng lên chợp qua lập tức ba tiên tộc hướng tay trái phát ra tiếng hét tuyệt vọng thân hình tan vỡ thật nhiều máu từ mỗi hướng chiến trường cuốn lao tới đại ngu hoàn thành giữa không trung khiến băng giá hoàn thành nhanh chóng hòa tan, thậm chí có vài chỗ đã lộ ra. Một trưởng chụp lấy, tu minh mạnh xoay người, ngón trỏ tay phải nâng lên chỉ vào kinh phong lao nhanh hướng mình. Trước khi một chỉ rơi xuống, tu minh trông thấy mặt mũi của kẻ bất chấp tất cả mà đánh lén mình. Đó là kinh nam. Tông chủ tạng lông tông tại man tộc, man công phong quyến bộ lạc trong ký ức của tu minh, kinh nam. Từ nay về sau, người xóa đi trong ký ức của ta đôi mắt tô minh tràn ngập tơ máu thanh âm như gió lạnh thấm tận xương khoảnh khắc rơi vào tay kinh nam thì ngón trỏ tay phải tô minh chỉ vào tráng lão bùm một tiếng toàn thân kinh nam tan vỡ đã chết tô minh một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ đám người đó là trần Xung, cũng là thần Xung, thiên tài phong quyến bộ lạc trong ký ức của tô minh bây giờ chính mắt thấy hắn giết kinh nam vẻ mặt bi thương lao hướng hắn khi tới gần tay phải gã hư không chập bỗng hiện ra một cái bảo bình nếu ngươi ra tay với ta thì từ nay cũng biến mất trong ký ức của ta tô minh lạnh nhạt nói trừng xung chợt tới gần tay nâng lên bảo bình từ miệng bình bay ra cái luồng gió rét gió mang theo nước nở và rít gào cuốn bốn phía không chút do dự song hướng tô minh tô minh mắt chợt lóe im lặng nâng lên tay phải một chưởng ấn vào gió lạnh ập đến xuyên thấu ấn vào bảo bình cái bình rung lên thành bốn năm mảnh dạt ra nhưng tốc độ nó cuốn không bằng tay phải của tu minh tay phải xuyên thấu qua bảo bình bóp cổ trần sung khoảng cách tu vi quá lớn làm tu minh giết trần sung dễ như trở bàn tay người cố ý đi tìm chết tu minh bóp cổ trần sung nhìn thiên tài phong quyến bộ lạc ở trong ký ức năm ấy như sao vây quanh trăng sáng hắn chỉ có thể ở một bên nhìn thôi Tìm chết thì sao Người đã giết nhiều tiên tộc như vậy Không để ý giết thêm ta Tù Minh người đã không phải là người ở Âu Sơn Người Tay phải Tù Minh siết chặt Rắc một tiếng Trần Xuân chưa nói xong thì đã tắt thở Tu vi khổng lồ của Tù Minh trực tiếp phá hủy nguyên thần của gã Đừng nhắc Âu Sơn trước mặt ta Người không xứng Tù Minh thả lỏng tay Ánh mắt nhìn bốn phía trong người tiên tộc, hắn thấy những khuôn mặt trong ký ức giờ lạnh lùng nhìn mình, những ánh mắt có chút lạnh lùng xen lẫn phức tạp đó là ô lạp trần hưng bắc lăng nam tùng ngươi giết trần sung rồi giết kinh đám rồi thì giết luôn chúng ta đi nói xong câu này là lạc tố bà nội của bạch linh trong ký ức của tu minh bà lão nhoáng người lên lao ra khỏi đám tiên tộc chém giết mang theo hung tợn phức tạp và thù hận lao hướng tu minh tu minh im lặng khoảnh khắc lạc tố đến gần thì nâng lên tay phải một chỉ điểm ra không đợi lạc tố tới gần thì người rung lên đầu nổ tung đã chết tất cả người trong ký ức của tô minh khi lạc tố chết thì trong chiến trường lan tràn chết chóc im lặng tô minh ngẩng đầu liếc mắt quét mặt đất bỗng nhíu mày hừ lạnh lùi ra sau một bước một bước đạp xuống thân thể va vào cái bóng dáng bỗng xuất hiện ở không khí sau lưng hắn có tiếng hét thảm quanh quẩn cái bóng sau lưng tô minh hiện ra bộ dạng thiên lam lão tổ thân hình lão thành bốn năm mảnh hiển nhiên bị tu minh đụng phải làm sức sống trong người hoàn toàn tan vỡ thiên lam lão tổ tu minh nâng lên tay phải chập hướng thiên lam lão tổ như đèn đã cạn dầu đang nhanh chóng thụt lùi ông lão thân thể vặn vẹo máu bắn ra vọt hướng tay trái tu minh bị hắn chập ở ngực tu minh chính lúc này có hai cầu vòng từ chiến trường chém giết vọt ra đó là thiên lam mộng và thiên lam u hai người tới gần kêu tên tu minh là thiên lam mộng Thiên Lam U thì mặt chết lặng như thiêu thương lao đầu vào lửa vào hướng Tô Minh. Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, tay phải khựng lại rồi bóp chặt ngực của Thiên Lam Lão Tổ, bao gồm trái tim và nguyên thần nổ tan hết. Thiên Lam Mộng mặt tái nhợt, lão đảo lùi mấy bước. Thiên Lam U tới gần Tô Minh, nâng lên tay phải ứng pháp quyết chỉ hướng hắn. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng, khoảnh khắc Thiên Lam U tới gần thì hắn bỗng nâng tay phải chập tay ngọc của cô nâng lên, rắc một tiếng, tay phải Thiên Lam U vặn vẹo, Bao gồm cánh tay bị Tu Minh xoay ngược vỡ vụng. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán Thiên Lam U, nhưng cô cắn chặt răng. "Năm đó Thiên Lam lão tổ quý đồ xấu với ta, ta phải giết hắn, còn hai người... Tu Minh liếc Thiên Lam Mộng, thả lỏng bàn tay chụp Thiên Lam U vung một cái, cô gái lùi hơn 10 mét, mặt trắng nhợt lùi lại bên cạnh Thiên Lam Mộng. "Tự giải quyết cho tốt đi. Còn có các ngươi." Ánh mắt Tu Minh quét qua những khuôn mặt ở trong ký ức. Hôm nay ta để các ngươi rời đi Ta đi đường ta Các ngươi đi đường các ngươi Không ai phạm ai Tô Minh nhoáng người lên tiến tới trước Xuất hiện trên không trung tà Trần Tông Từ không rung rẩy Hắn vương một chỉ điểm cái tráng gã Nhưng không bao gồm ngươi Tô Minh lại lần nữa bước ra một bước Lần này hắn xuất hiện ở trước mặt của tức tố Cô gái biến sắc mặt Nhanh chóng thụt lùi Tô Minh vẽ mặt lạnh lùng một chỉ cách không điểm lập tức tức tố hét thảm người thành bốn năm mảnh cũng không bao gồm ngươi tô minh xoay người nhìn hướng anh trai tức tố là tức túc thuộc tà tiên tông người đàn ông mặt trắng bệt nhưng hung tợn chọn tự bạo gã muốn dùng lực lượng tự bạo dù chết cũng phải tổn thương được tô minh nhưng gã chưa tự bạo xong thì tô minh lướt qua cạnh gã mang theo cái đầu còn có ngươi tô minh xuất hiện trước mặt của tức đồ người năm đó là man công hắc sơn bộ lạc này là tông chủ phân tông tà thị tông ở man tộc. Lão ở trước mặt tô minh không có một chút sức phản kháng. Trời đất chấn động, bốn vòng xoáy trận pháp lại xoay tròn, có vài ngàn tiên tộc cùng giáng xuống. Trên bầu trời đại ngu hoàn thành đã hòa tan một nửa. Theo nó hòa tan, thật nhiều khí lạnh khuất tán khiến cho nhiệt độ bốn phía giảm xuống rất là nhiều. Giết chốc còn đang tiếp tục, man tộc tử thương khá nhiều. Đây là trận chém giết điên cuồng giữa hai bên, tu vi của người tiên tộc dù gì cao hơn tổng thể man tộc một chút, nếu không phải bị pháp tắc man tộc hạn chế, nếu không phải tô minh tồn tại, làm tu vi của người man tộc thăng cấp, nếu không phải có đại sư huynh tản ra vu hồn trên chiến trường, vậy thì trận chiến tranh này man tộc rất khó thắng. Nhưng may là chiến tranh kéo dài, xung quanh luôn có người man tộc theo huyết mạch chỉ dẫn, lao tới tham gia vào cuộc chiến, khiến mức độ chiến đấu thảm khốc ngày càng cao. Đặc biệt là một mình tu minh đã vô địch trong man tộc, hắn là mệnh tu cảnh, những tiên tộc bị áp chế tu vi ở vấn đỉnh không thể đối kháng nổi. Quan trọng hơn là pháp tắc man tộc tùy theo đại ngu hoàn thành không ngừng hòa tan, mà càng mãnh liệt hơn nữa. Vậy là tình cảnh của tiên tộc không ngừng có kẻ gián trừng thì cũng rất gian nan. trừ phi tiên tộc một lần gián xuống gần vạn người thì có lẽ xoay chuyển được thế cục. Nhưng đây là điều không thể, một lần gián xuống mấy ngàn so với một lần gián xuống gần 10 vạn trả cái giá trên lệch rất lớn. Cái giá đó có lẽ tiên tộc không dễ dàng chịu trả trận pháp giáng trần lại xuất hiện sau lưng mấy ngàn tiên tộc thật lâu sau không còn chấp động nữa cuối cùng số lượng một đám kẻ giáng trần chỉ đưa đến hai ngàn giết chóc liên tục man tộc điên cuồng tiên tộc tuyệt vọng khiến chiến trường dần nghiêng hướng man tộc nhưng mặc kệ là tiên tộc man tộc hay tô minh đều tràn đầy mỏi mệt nếu không phải có người man tộc không ngừng đến tham gia thì mệt mỏi sẽ ngày càng nghiêm trọng bây giờ đại ngu hoàn thành hòa tan đã gần hai phần ba trừ số ít còn bị đóng băng ra nhiều vị trí đã hoàn toàn tan rồi tô minh người đẫm máu đa số là của tiên tộc cũng có của hắn nữa hắn không biết ở trên chiến trường đã giết bao nhiêu tiên tộc không đếm được hắn thở hồng hộc đôi mắt tơ máu toát ra mỏi mệt nhưng giết chóc còn đang tiến hành tô minh không thể thả lỏng hơn nữa đau đớn trong người hắn vẫn không tan biến mà còn đang tiếp tục bị mỏi mệt và đau đớn hành hạ tô minh không thụt lùi mà cố nén tất cả tiến hành cái trận chiến tranh dường như không có cuối này khi man tộc chiếm ưu thế cực lớn, người tiên tộc chỉ còn không đến hai vạn bị ma tộc bao vây ở chính giữa. Man tộc từ ngoài rìa từng chút một ăn mòn, định diệt tuyệt toàn bộ người tiên tộc thì bỗng nhiên. Trên bầu trời truyền tống trận đã lâu không tỏa ra ánh sáng, chợt bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xuất hiện thì tôi minh ngẩng đầu nhìn, con người coi rút. Hắn trông thấy bốn trận pháp có một cái ánh sáng chớp lóe bỗng nhiên tan vỡ. Theo nó tan vỡ, tiếng nổ điếc tai, trưởng pháp tỏa ra ánh sáng chói lòa bị ba trưởng pháp khác hấp thu. Cùng lúc đó, ba trưởng pháp kia có hai cái tan vỡ, ánh sáng của nó bị trưởng pháp cuối cùng hoàn toàn hấp thu. Bây giờ trên màn trời tồn tại duy nhất cái trưởng pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng xuyên thấu hư vô, mặt đất như là mặt trời treo cao. Hơi thở khủng bố thậm chí khiến Tô minh e ngại từ trong trận pháp khuếch tán ra. Trận pháp tự hủy chỉ vì ngưng tụ cái lần truyền tống kinh người Hiển nhiên đây là tiên tộc vì cái lượng chiến tranh này, dưới tình huống không dán xuống 10 vạn tiên tộc mà chuẩn bị lực lượng mạnh nhất. Nếu có người bị truyền tống, thì kẻ đó chắc chắn sẽ có vật không bị pháp tắc man tộc áp chế, có lực lượng hoàn toàn trấn áp tô minh. Nếu truyền tống không phải là người mà là báu vật, vậy thì báu vật này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, tuyệt đối không tầm thường. Tiên tộc bị bao phủ, giờ thì trong mệt mỏi và tuyệt vọng dấy lên hy vọng, hỏi rít gào lao ra ngoài gào thét nhìn trận pháp duy nhất trên trời cũng là hy vọng cuối cùng của họ. Tù mình nhảy lên trước ánh mắt của tiên tộc và man tộc đạp hư vô, đứng ở trên hoàng cung đại ngu hoàng thành nhìn trận pháp trên bầu trời. Trận pháp ánh sáng càng mãnh liệt, giờ phút này trở thành ánh sáng chói nhất thế giới man tộc, khi thế khủng bố đầy tính hủy diệt giáng xuống lan tràn. Sau hơi thở này là có hai khí thế khác bùng nổ. Phụng tiên tộc pháp chỉ, giáng xuống thiên địa nhân tam phạt, trấn áp man tộc một thanh âm hùng hùng như thiên uy phát ra từ trong trận pháp nhưng nó không rõ ràng hơi mơ hồ hiển nhiên không phải nói từ man tộc mở tiên tộc cách trận pháp từ xa truyền đến vì phút thanh âm vang vọng thì từ trong vòng xoáy trận pháp khí thế tính hủy diệt thứ nhất bỗng bùng nổ một cái cột sáng xám xuất hiện lao ra khỏi trận pháp cột sáng xám thực ra là cầu vồng bên trong có một cái hòn đá cỡ bằng đầu lâu hòn đá có nhiều cái lỗ thủng khiến nó lao đi thì dấy lên tiếng rít sắc nhọn vạch không gian tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng tản ra uy nhiếp mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa không còn là vấn đỉnh mà là vượt qua vấn đỉnh thậm chí khiến tu minh làm mệnh tu còn thấy đáng sợ điều này chứng tỏ nó dù không phải pháp bảo đỉnh bước thứ hai thì cũng là báu vật thuộc tiên tộc bước thứ ba vật ấy xuất hiện không bị pháp tắc mang tộc áp chế không có báu vật mang tộc xuất hiện ngăn chặn hiển nhiên chỗ tiên tộc đã thi triển thủ đoạn gì đó khiến nó hoàn chỉnh giáng lâm trong cầu vùng xám, hòn đá cỡ độ lâu dán xuống rạch phá không gian. Phương hướng không phải là tu minh, mà là dưới đất manh tộc. Bây giờ trừ tu minh ra, người mạnh nhất là đại sư huynh của hắn, là hình kiên tự chặt đầu mình. Tốc độ hòn đá cực nhanh, tu minh thậm chí không kịp ngăn cản. Bùm một tiếng, hòn đá đánh bên trên người của đại sư huynh. Ở ngược đại sư huynh, con mắt chợt lóe sáng, tay cầm triều chiến vọt ra, chém hướng hòn đá tới gần. Nhưng Mỹ vừa nâng búa lên, người còn ở giữa không trung thì hòn đá xám tự tan vỡ có luồng sáng xám khô tán phủ lên đất trời mấy trăm dặm trong mấy trăm dặm có tiên tộc man tộc đại sư huynh theo nó khuất tán đại sư huynh đứng mũi chịu sào rìu chiến bị cái màu xám này bao phủ lập tức hóa đá thân hình y nhanh chóng biến thành pho tượng không phải chỉ là y trong mấy trăm tiên tộc cũng tốt man tộc cũng vậy tất cả mọi người trong chớp mắt này khoảnh khắc hòn đá bùng nổ vệt xám thì đều trở thành pho tượng giữ lại động tác biểu tình của họ thành pho tượng trên đất man tộc khiến tất cả mọi người trông thấy tinh thần rung động đây chính là tiên tộc trấn áp man tộc trỗi dậy đại sư huynh mắt tù mình như muốn nứt ra nhấc chân định trở về bên cạnh đại sư huynh thì bỗng nhiên từ vòng xoáy trận pháp trên bầu trời lại phát ra một khí thế hủy thiên diệt địa đó là đầu người một cái đầu to như người khổng lồ cái đầu hốc mắt chảy ra máu đen tóc rối xù nhưng dù có chết thì vẫn giữ khí thế điên cuồng hoang dã từ cái đầu này làm cho tu minh và tất cả người man tộc nơi đây tinh thần chấn động vì quen thuộc đó là hơi thở man tộc là đầu của man thần man thần đời thứ hai đầu của man thần đời thứ hai khí thế man tộc này kích động huyết mạch này sẽ không sai rồi người man tộc trông thấy cái đầu này thì liền bùng phát ra điên cuồng trên mặt mỗi người lộ ra bi thương và giận dữ không có vật gì so sánh bằng đầu manh thường năm đó càng khiến cho người manh tộc giận dữ. Người tu minh rung rung, siêu huynh đã trở thành tượng đá chưa biết sống chết, hắn lại thấy đầu manh thần đời thứ hai. Bộ dạng cái đầu này so với trong ký ức của hắn, mặc dù hơi xa lạ nhưng hơi thở quá quen thuộc. Đấy là trong ký ức của hắn, bên tai từng vang thanh âm dịu dàng, theo đại ngu hoàn thành đóng băng vì manh tộc mà chết đi, manh thần Manh thường đời thứ hai năm đó bị phân thay, thân hình chung trong đất man tộc chỉ có cái đầu là bị tiên tộc lấy đi bây giờ lộ ra xem hình dạng là bị tiên tộc luyện chế trở thành báu vật của chúng khoảnh khắc độ man thần đời thứ hai xuất hiện tất cả người man tộc vì như vậy mà giận dữ phát cuồng thì đôi mắt cái đầu chợt mở ra trong đôi mắt mở ra trong mắt tối đen cái đầu mạnh rung lên khoảnh khắc mở mắt trong ánh mắt tất cả người man tộc nó tan vỡ theo nó bùng nổ trùng kích ở trong cõi đất trời càng quét bốn phía trùng kích này không có nhiều tác động với người tiên tộc, nhưng đối với mỗi người man tộc nhìn cái đầu tan vỡ thì đó là trùng kích huyết mạch. Đây là thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc, mục tiêu với toàn man tộc. Báu vật thứ nhất là đem đại sư huynh mạnh nhất đứng sau tu minh phong ứng thành pho tượng, cắt đứt hy vọng của man tộc, sau khi hắn chết lại lần nữa trỗi dậy. Báu vật thứ hai là hướng về tất cả người man tộc, lấy đầu man thần đệ thứ hai tan vỡ, triển khai trùng kích huyết mạch. Trùng kích huyết mạch này nếu là không có dòng máu man tộc thì sẽ không bị tổn hao gì. Nhưng mà nếu trong người có dòng máu đó thì sẽ là tai kiếp. Tất cả man tộc trung chớp mắt cùng học máu, thân hình bỗng héo rút lại, huyết mạch trong người họ như bị phong ứng. Khi học máu bắn ngược ra sau, bị trùng kích đánh hướng bốn phía. Huyết sát cũng được, xích lôi thiên cũng như vậy. Dù là ai, có tu vi gì thì bị huyết mạch trùng kích, học máu thì chịu thương nặng, có gần vạn người man tộc trong trùng kích huyết mạch biến thành tro bụi. Còn có những man tộc, tất cả trọng thương, thân hình bị cuốn hướng bốn phía không ngừng bay đi. Chớp mắt trên mặt đất không còn một người man tộc nào tồn tại. Mọi người đều bị cuốn đi không biết bao nhiêu xa vạn dặm, không biết có bao nhiêu người còn sống sót dưới huyết mạch trùng kích này. Tù Minh vẫn đứng tại chỗ, trừ pho tượng đại sư Huynh ra, xung quanh có mấy trăm trượng toàn pho tượng, và chỉ còn lại tiên tộc thôi. Trong chớp mắt những người man tộc học máu, giọt máu cùng tập trung giữa không trung biến thành một cái trận pháp đỏ dán xuống mặt đất, phủ lên tất cả người tiên tộc. Các người sẽ bị truyền tống trở lại tông môn ở man tộc của mình, mở ra sơn môn đại trận, tu sinh dưỡng tính, chờ đợi lần sau tiên tộc ta dán xuống huyết tẩy man tộc. Thanh âm ù ù từ trận pháp duy nhất trên trời vang vọng tám hướng, tất cả bóng dáng người tiên tộc biến mất trong trận pháp màu máu. Khi tiên tộc biến mất hết, Trời đất trừ sắt chết và máu ra, chỉ còn lại Tu Minh đứng đó. Hắn nhìn bầu trời, biểu tình không còn điên cuồng mà là bình tĩnh. Thủ đoạn tiên tộc làm Tu Minh lần nữa nhận ra, kẻ địch của hắn cường đại biết bao nhiêu. Đây chính là tiên tộc, một tiên tộc có nội tình cực kỳ sâu, truyền thừa vô số năm tháng. Nhưng hiển nhiên cái loại báu vật giáng xuống thế này, không bị pháp tắc man tộc hạn chế hoàn chỉnh giáng xuống, coi như là tiên tộc cũng phải trả cái giá rất đắt loại trả giá này mặc dù Tu Minh không biết là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến tiên tộc rất đau lòng. Đây là một trận chiến tiên manh không có thắng thua, tiên tộc không thắng, manh tộc cũng không. Nếu đổi lại là lúc trước khi huyết mạch được trùng kích thì người manh tộc sẽ chết hơn phân nữa. Nhưng ngày hôm nay dù là trùng kích, lúc trước tồn tại huyết mạch thiêu đốt và tu vi toàn manh tộc bùng nổ, thế thì cái loại trùng kích này mang đến ảnh hưởng mặc dù vẫn rất lớn, nhưng sẽ có càng nhiều người sống sót khi họ sống sót thì huyết mạch nhận lấy trùng kích này rồi rất có thể sẽ sinh ra bùng nổ điều này đối với man tộc có lẽ không phải chuyện xấu tương tự tu sĩ tiên tộc ở man tộc chết rất nhiều trong chiến tranh này họ không thể rời đi tuy rằng bị truyền tống trở lại tông môn ở man tộc nhưng không còn kiêu ngạo hoang hoang như dĩ vãng nữa mới nãy từ trong trận pháp truyền ra thanh âm nói cho tất cả người tiên tộc quay về tông môn rồi mở ra sơn môn đại trận đã lộ ra một điều tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn e rằng không thể lại có người giáng trần vậy nên mới không thể nhân cơ hội này giáng xuống không thể không khiến cho người tiên tộc ở đức man tộc đi về mở ra sơn môn tự bảo vệ mình dù sao thì huyết mạch trung kích do cái đầu lâu của man thần địa thứ hai vỡ ra chỉ có quanh quẩn nơi này ở đông hoang đại lục không lan đến đảo nam thần và càng nhiều người man tộc đang lao đến đây trận chiến tranh này vốn là giữa tiên tông và tà tông dấy lên để lựa chọn ai là người khống chế đông hoàng tháp nhưng mà diễn biến thành ra chém giết giữa tiên và manh cuối cùng hai bên trả cái giá cực trầm trọng đã kết thúc duy nhất không kết thúc là ý định hủy diệt tu minh của tiên tộc trận pháp ở trên bầu trời giáng trần truyền ra khí thế hủy thiên diệt địa thứ ba khí thế mạnh mẽ khoảnh khắc xuất hiện thì trên bầu trời trận pháp duy nhất rung bừng bực nó rung rẩy có dấu hiệu tan vỡ nhưng rồi nhanh chóng hồi phục lại mắt tu minh chật lóe Bây giờ hắn vốn nên lập tức rút khỏi đây Nhưng mà không lựa chọn làm như vậy Mặc dù chiến tranh đã kết thúc rồi Nhưng mà hắn còn có một việc chưa làm tu Minh nhảy người lên Tay phải chỉ hướng đại ngu hoàn thành Đã hòa tan hơn phân nữa Đại ngu hoàn thành Nổ nát trận pháp giáng trận này cho ta Để cho người tiên tộc sau này càng khó giáng xuống Đây chính là điều tu Minh phải làm Theo hắn chỉ Đại ngu hoàn thành rung lên Chậm rãi bay hướng mạng trời Lúc trước tụi mình không làm như vậy là vì trận pháp tiên tộc nếu mà tan vỡ thì rồi sẽ xuất hiện càng nhiều. Ý hồn của hắn đã thấy trên vô số đại lục vũ trụ có rất nhiều trận pháp giáng trần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một trận pháp xuất hiện trên bầu trời man tộc. Nếu tiên tộc là vì trận pháp man tộc mà buông xuống ba báu vật. Nếu tiên tộc vì nếu giữ man tộc để tu sĩ mở ra sân môn phòng thủ. Vậy tụi mình kết luận là tiên tộc đã trả giá quá nhiều cho cái chiến tranh này. Vậy nên khi hủy đi cái trận pháp duy nhất này thì tiên tộc rất có thể sẽ không giống lúc trước mở ra càng nhiều trận pháp phản kích nữa với một chỉ của tu minh tốc độ đại ngu hoàn thành càng ngày càng nhanh dấy lên tiếng nổ điếc tai cách trận pháp trên trời ngày càng gần chính lúc này trên trận pháp dáng trận khí thế hủy diệt ngày càng mãnh liệt âm một tiếng bùng phát một luồng sáng xanh lóe qua đó là một thanh kiếm màu xanh kiếm chủ sát lam trụ phong ứng đây là một thanh kiếm diệt sát sinh linh Nói phát ra khí thế làm da đầu tu minh mát lạnh tinh thần chấn động đây là một thanh sát kiếm có thể tiêu diệt tất cả tu vi thấp hơn bước thứ ba phong ấn trận pháp của tiên tộc kiếp nạn này nếu ta không chết thì ta sẽ diệt sát tất cả tông môn tiên tộc trên đất man tộc này tu minh ngửa đầu hét lên khoảnh khắc kiếm xanh lao tới thì hắn khống chế đại ngu hoàn thành mạnh va chạm vào cái trận pháp giáng trận trên trời trận pháp tan vỡ Giây phút nó vỡ ra thì Tu Minh như nghe thấy qua trận pháp xa xôi, tiên tộc có vô số tiếng kêu rên và thanh âm tử vong vỡ vụng. Trời đất ầm vang, kiếm xanh chớp mắt đến gần Tu Minh. Hết tập 120 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Bye bye tất cả mọi người nha